Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu trao tiền của Hia Khách Khu 950.000 chế qua trận 1 triệu cho anh Nguyễn Văn Bạch, bệnh tiểu đường và gan và mới cưa chân lần 3 vì nhiễm trùng Vilaxem. Gia đình thuộc hộ nghèo khó khăn. Anh Bạch ơi, mấy hôm nay anh khỏe không anh Bạch? Dạ, cũng còn nhất nhỏ mà còn nhất hơn lúc trước. Cưa lần 3 rồi. Dạ, cưa lần 3 chứ cưa lần 3. Thì hôm nay Dương Hậu cũng trao 950.000 của Hi Khách Khu, 1 triệu của chế Hoa Trần là 1.950.000 ha. Rồi cho Dương Hậu trao là 1.950.000. Xin mời anh Nguyễn Văn Bạch. 1.950.000. Cũng lời nói cũng rất là cảm ơn anh Khách Khu và chế Hoa Trần đã có lòng giúp đỡ cho tôi thoát qua những hoàn cảnh khó khăn này. Em bị tật nguyền bệnh cưa cái chân, tôi cũng biết ơn và mang ơn nhiều lắm. Thôi chúc cho anh mau khỏe ha. Thay mà gia đình anh Bạch xin cảm ơn Hia Khách Khu, chúc cho Hia và gia đình luôn hạnh phúc và bình an, sức khỏe dồi dào. Chúc cho chế Hoa Trần sống lâu 100 tuổi, công việc luôn thuận lợi. Xin cảm ơn hai nhỏ tâm. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị dành vài phút xem chương trình này.